Ngọc Thơ, Thời báo.d, Chấm kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Bộ trưởng Bộ Văn hóa là người vô văn hóa. Báo Đất Việt ngày 21 tháng 7 có bài viết bình luận về sự kiện một quan chức Việt Nam giành thảm đỏ khi đón tiếp Thủ tướng Malaysia. Theo đó, Bộ trưởng Hùng, 62 tuổi, được ông Phạm Minh Chính Thủ tướng cử ra nội bài đón tiếp và tặng hoa cho Thủ tướng Ibrahim vào ngày 20 tháng 7. Hình ảnh bài viết trên báo Đất Việt các tấm hình trên báo chí trong nước cho thấy ông nguyễn văn hùng bộ trưởng bộ văn hóa thể thao và du lịch giành bước trên thảm đỏ tại buổi đón ông Anwar ibrahim thủ tướng Malaysia ở phi trường nội bài hà nội tấm hình ban đầu được báo vtc news đăng tải khiến dân mạng chỉ trích ông nguyễn văn hùng làm bộ trưởng văn hóa mà vô văn hóa khi giành hết thảm đỏ trong lúc thủ tướng ibrahim phải bước chân trong chân ngoài thảm đỏ trong tấm hình nêu trên, dường như một cận vệ của ông Ibrahim đang bước theo sau tỏ vẻ câu mày khi thấy sự thất thố của chủ nhà dành cho khách quý. Tuy nhiên, theo báo Người Việt, nhiều báo ở Việt Nam đã đồng loạt gỡ bỏ hình ảnh này trên các bài báo trước đó. Từ chuyện Bộ trưởng Văn hóa Cộng sản Việt Nam dành thảm đỏ với Thủ tướng Malaysia tại sân bay nội bài, công luận đặt vấn đề về phong văn hóa kém cỏi của cán bộ và yêu cầu đào tạo gấp cho quan chức về văn hóa ứng xử liên quan tới quan hệ quốc tế. Báo Đất Việt trích lời ông Ngô Huy Cương, giảng viên Đại học luật Hà Nội, bình luận. Trong bức ảnh cán bộ cao cấp của ta đón Thủ tướng nước bạn sang thăm chính thức nước ta, ai cũng nhận thấy có gì đó không ổn, nhiều người bất bình đã lên tiếng. Cán bộ ta phần nhiều trưởng thành từ cơ sở đi lên, chưa có nhiều hiểu biết về phép tắc ngoại giao, quen sống bổ bã để tỏ ra quần chúng tuy nhiên không hiểu biết rằng quần chúng dù có nghèo khổ làm lũ nhưng vẫn giữ được lề thói ông cha để lại ông cường nói vậy lỗi chính thuộc về các trường đào tạo cán bộ đã không cho họ học thức tương đối đầy đủ nhất là về văn hóa ứng xử liên quan tới quan hệ quốc tế có lẽ các chương trình đào tạo chính trị nhất là cao cấp cần phải cho các sếp học bổ sung thêm về kỹ năng giao tiếp như sinh viên chính quy ở các trường đại học hiện nay Facebooker Đinh Bá Truyền thì nhận xét Nguyễn Văn Hùng đi đón thủ tướng nước Mã Lai mà bước trên thảm đỏ cho khách dạt ra ngoài. Bao nhiêu là ác ý, có người còn bảo bộ trưởng vô văn hóa. Thật ra cụ bộ trưởng Hùng rất văn hóa, thứ văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc Việt Nam ấy. Ai bảo người Việt có câu tiên vi chủ hậu vi khách. Thảm đỏ của ta thì ta cứ bước rõ ràng sòng phẳng mẹ nó sợ gì hình ảnh ông hùng giành thảm đỏ với thủ tướng malaysia nhìn nét mặt hai viên cận vệ của thủ tướng malaysia thì rõ một người câu mày khó chịu và người kia thì mở miệng cười một số ý kiến khác cho rằng sau vụ việc này cục lễ tân nhà nước cần xây dựng và phổ cập gấp bộ quy tắc hành vi ứng xử ngoại giao cấp nhà nước cho lãnh đạo cấp cao facebooker chí tâm còn làm hẳn một bài thơ để chế giễu bộ trưởng hùng bài thơ như sau có ông bộ trưởng xứ ta đẩy thủ tướng bạn bay ra bên lề vô lễ hay không thuộc nghề để quốc thể bị cười chê nhục là bộ trưởng văn hóa xứ ta thể hiện văn hóa nước nhà quá siêu báo sài gòn nhỏ bình luận về sự kiện này cho rằng chẳng biết nhà nước việt nam có bao nhiêu tấm thảm đỏ dùng để đón khách quốc tế có tấm nào lớn hơn hay không mà trải tấm thảm này nhỏ quá Ông Nguyễn Văn Hùng sinh năm 1961 quê ở Quảng Trị, được Quốc hội Việt Nam phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch. Trước đó, ông giữ chức Thứ trưởng Bộ này. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch là cơ quan của chính phủ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về văn hóa. Nhưng có vẻ ông Bộ trưởng này nên học thêm về văn hóa ngoại giao. Hồi năm 2020, ông Nguyễn Văn Hùng khi còn làm bí thư tỉnh Quảng Trị bị nhóm báo sạch của ông Trương Châu hữu danh bình luận là người kiểm phiếu vĩ đại, kèm theo một tấm hình cho thấy ông hùng nhìn vào lá phiếu của những người bỏ phiếu tại một kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Bộ trưởng Bộ Văn hóa là người vô văn hóa. Phái đoàn Bộ ngoại giao Hoa Kỳ gặp gỡ bà con vườn rau Lộc Hưng theo AFP ngày 20 tháng 7 đưa tin, các viên chức Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và một số bà con vườn rau Lộc Hưng đã có cuộc gặp gỡ chung để thông tin về tình hình cuộc sống của người dân nơi đây. Hình ảnh AFP đưa tin. Theo đó, chiều ngày 20 tháng 7, hai nhân viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ là ông Rustam Naquis, viên chức chính trị và bà Lindsay Bosmanic, viên chức ngoại giao thuộc văn phòng Đông Á Thái Bình Dương đã có cuộc gặp gỡ với bà con vườn rau Lộc Hưng, Sài Gòn, nơi đã xảy ra vụ cưỡng chế phá hủy hơn 200 căn nhà của người dân vào năm 2019. Vụ việc này đã gây ra sự phản đối gây gắt từ phía người dân nơi đây. Ông Cao Hà Trực, một trong những người trong ban đại diện cho dân oan vườn rau Lộc Hưng, cho ái Phải biết ông có trình bày với các viên chức tình trạng vườn rau Lộc Hưng. Họ gặp chúng tôi từ lúc 3 giờ 20 đến 5 giờ 20 ngày 20 tháng 7 năm 2023. Họ hỏi sự việc vườn rau Lộc Hưng và bà con có trình bày nguồn gốc vườn rau này từ năm 1954 đến nay và sự kiện xảy ra vào ngày 8 tháng 1 năm 2019. Phía chính quyền vẫn nói để bà con ra vô bình thường, nhưng thực tế họ cho bốn chốt dân phòng canh gác không cho bà con ra vô khu vườn. Ông Trượt nói có tổng cộng 12 nạn nhân của vườn rau Lộc Hưng cùng tham dự buổi gặp gỡ các viên chức Hoa Kỳ nói rằng họ sẽ tiếp tục báo cáo cho Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và sẽ có buổi làm việc với chính quyền Việt Nam. Ông Trực nói thêm, đây là lần thứ hai kể từ năm 2022, các viên chức Hoa Kỳ gặp gỡ các nạn nhân nơi đây. Theo AFA, vào tháng 1 năm 2019, chính quyền quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh đã huy động lực lượng đến sang ủi, cưỡng chế khoảng 200 căn nhà ở vườn rau Lộc Hưng, bất chấp sự phản đối của người dân. Những người bị cưỡng chế cho biết là đất của họ có từ đời cha ông thời Pháp để lại. Tuy nhiên theo truyền thông trong nước, hệ thống công quyền thành phố Hồ Chí Minh nói họ làm đúng chức trách khi cho biết 112 căn nhà này bị phá bỏ đều thuộc loại xây dựng trái phép trên đất công của quận Tân Bình thành phố. Khu đất vườn rau Lộc Hưng thuộc quyền quản lý của nhà nước từ sau năm 1975 theo tuổi trẻ Người dân vườn rau Lộc Hưng khẳng định họ có căn cứ pháp lý xác định khu đất vườn rau thuộc sở hữu của họ từ năm 1954 đến nay. Nhưng chính quyền địa phương đã cố tình không cấp quyền sử dụng đất cho bà con. Hình ảnh bà con vườn rau Lộc Hưng Theo ông Trực, người xuất thân từ gia đình có mặt trên mảnh đất rộng gần 5 hecta chuyên trồng rau. Đây là nơi cư trú hợp pháp của cả xóm đạo di cư từ Bắc vào Nam từ năm 1954. Trong những năm gần đây, khu vực này cũng coi là nơi cư trú của một số người hoạt động bảo vệ nhân quyền và những nạn nhân của sự bức hại của chính quyền. Bà con vườn rau Lộc Hưng đã hai lần ra Hà Nội đưa đơn yêu cầu thành lập đoàn thanh tra nhưng rồi đến nay vẫn chưa có kết quả. Ông Cao Hà Trực nói thêm về buổi gặp gỡ với bộ ngoại giao Hoa Kỳ hôm 20 tháng 7 năm 2023. Ông nói rằng bà con ở đây chỉ mong muốn phía chính quyền phải thực hiện luật pháp Việt Nam ông cũng mong muốn Hoa Kỳ có tiếng nói với chính phủ Việt Nam để thực thi những công ước quốc tế và đối thoại với bà con vườn rau lộc hưng trên tinh thần xây dựng để bà con được hưởng quyền lợi chính đáng. Theo AFA, vụ cưỡng chế đất vườn rau lộc hưng đã gặp phải nhiều phản ứng ở trong nước và quốc tế. Một dân biểu Liên minh Châu Âu và Mỹ cũng đề cập đến vụ cưỡng chế này khi nói đến tình hình vi phạm nhân quyền ở Việt Nam hồi năm 2019. Vào tháng 9 2019, một phái đoàn của Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ USCIRF đã gặp gỡ các đại diện của cộng đồng công giáo sinh sống ở vườn rau Lộc Hưng nhằm tìm hiểu vụ việc. Trước đó, vào tháng 3 năm 2019, vấn đề chính quyền Việt Nam cưỡng chế đất của người dân công giáo vườn rau Lộc Hưng đã được đưa vào bản phúc trình của USCIRF về vấn đề tự do tôn giáo. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm d với bản tin Phái đoàn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ gặp gỡ bà con vườn rau Lộc Hưng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh youtube và facebook của thời báo chấm d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ thời báo chấm d